Nga xin kính chào quý vị, Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã trở lại với kênh Nga Võ. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2024. Trong video hôm nay, Nga xin chia sẻ đến quý vị các quy tắc nộp đơn xin phúc lợi, hưu trí và vợ chồng. Nhận trước theo các hồ sơ của vợ hoặc chồng, sau đó chuyển qua. Luật năm 2015 đã thay đổi. Nga hy vọng rằng cái luật này, trong cái thông tin này, Nga sẽ chia sẻ đến quý vị và sẽ giải tỏa được rất là nhiều cái câu hỏi của quý vị liên quan đến cái việc nhận hồ sơ trước sau trễ hoặc là sau đó chuyển qua. Trước và sau ngày 2 tháng 1 năm 2016. Nga rất là kính mong quý vị nhấn cái nút share để chia sẻ cái video. Những quý vị có cùng cái thắc mắc sẽ có cái phần tham khảo. Nga xin tri ân quý vị. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga những phần chi tiết sau đây với cái luật thay đổi này, Nga sẽ chia sẻ đến quý vị hai cái trường hợp, hai cái ví dụ rất là dễ hiểu. Một là đối với những cặp vợ chồng, quý vị khai hưu chung. Hai là đối với những quý vị nào có vợ hoặc là chồng đã mất và quý vị nhận theo cái hồ sơ của vợ hoặc chồng gọi là người sống sót, survivor. Sau đây là hai cái trường hợp rất là dễ hiểu từ Sở An sinh xã hội hướng dẫn. Đạo luật ngân sách lưỡng viện năm 2015 đã thực hiện một số các thay đổi đối với luật an sinh xã hội và việc nộp đơn xin cái tiền hưu trí và phúc lợi cho vợ chồng. Việc xác định cái thời điểm bắt đầu nhận cái phúc lợi an sinh xã hội là quyết định cá nhân. SSE khuyến khích quý vị nghiên cứu các cái lựa chọn của mình trước khi mà nộp đơn xin có phúc lợi an sinh xã hội. Nếu quý vị bước sang tuổi 62 trước ngày 2 tháng 1 năm 2016, nếu quý vị bước sang tuổi 62 vào hoặc là sau ngày 2 tháng 1 năm 2016, thì trong cái phần này có cái đạo luật của SSE đã thay đổi năm 2015. Đây là cái mốc thời gian của cái đạo luật năm 2015 đã thay đổi. Phúc lợi trong cái vai trò người phối ngẫu nếu quý vị đã kết hôn ly hôn hoặc quá bụa quý vị có thể là đủ điều kiện hưởng cái phúc lợi cao hơn trong cái hồ sơ của người phối ngẫu tức như là người vợ người chồng của quý vị khi quý vị nộp đơn hưởng cái phúc lợi hưu trí hoặc là người phối ngẫu quý vị có thể là được yêu cầu nộp cái đơn hưởng cả hai cái phúc lợi cùng một lúc quý vị lưu ý cái phần này ha trong cái phần này nga sẽ chia sẻ đến quý vị hai cái ví dụ ví dụ sau đây được áp dụng cho quý vị nếu quý vị bước sang tuổi 62 vào hoặc sau ngày 2 tháng 1 năm 2016, tại vì đó là cái đạo luật năm 2015 của Sở Ân sinh xã hội đã thay đổi. Ví dụ một cho trường hợp đầu tiên, cô Linh bước sang tuổi 62 sau ngày 1 tháng 1 năm 2016, chồng cô 65 tuổi, mỗi người đã làm đủ cái số năm để mà được hưởng cái tiền hưu trí. Vào tháng 3 năm 2020, cô Linh đã đến tuổi nghỉ hưu đầy đủ và nộp đơn xin nhận tiền hưu trí. Cô Linh đủ điều kiện để mà nhận cái tiền hưu của vợ hoặc chồng theo cái hồ sơ của chồng cô. Cô Linh phải nộp cái đơn cả hai cái quyền lợi, tất nhiên là nộp cho cả cái hồ sơ của cô và theo cái hồ sơ của chồng cô. Cô Linh không còn có thể là nộp đơn chỉ vì cái lợi ích của vợ chồng và trì hoãn cái việc nộp đơn xin nghỉ hưu của chính mình. Cô Linh sẽ nhận được cái sự kết hợp của cả hai cái lợi ích tương đương với cái số tiền cao hơn. Điều này có nghĩa rằng cô Linh bước sang tuổi 62 sau ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì cô không còn được cái quyền ví dụ như là hưởng lương của chồng sau đó trì hoãn cái độ tuổi của mình và khi mà cô đến tuổi 67 á, thì cô sẽ chuyển qua cái hồ sơ của cô để nhận được cao hơn thì không được nữa cho nên trong trường hợp này khi mà cô nộp đơn á, là cô nộp của Cả cái hồ sơ của cô và của chồng của cô cùng một lúc. Quý vị cần viết thêm chi tiết. Sở ứng sinh xã hội cũng có nói rằng mỗi trường hợp đều khác nhau. Cho nên khi mà quý vị nộp đơn để mà quý vị nhận cái phúc lợi ăn sinh xã hội, quý vị cần liên lạc với đại diện của sở ứng sinh xã hội. Vì mỗi cái hồ sơ, mỗi cái trường hợp đều khác nhau. Trường hợp thứ hai, đối với quý vị quá bụa nó khác với cái trường hợp đầu tiên Nga chia sẻ. Ví dụ, cô Hương là quá bụa 62 tuổi. Cô đủ điều kiện nhận cái tiền hưu trí dựa trên cái quá trình làm việc của chính mình. Và cô Hương cũng đủ điều kiện nhận cái phúc lợi cho người còn sống dựa trên cái hồ sơ của người chồng đã qua đời của cô. Cô Hương bắt đầu nhận cái trợ cấp cho người sống sót trong năm nay và chỉ nộp đơn xin cái trợ cấp cho người quá bụa. Cô Hưng không bắt đầu hưởng cái phúc lợi hưu trí của riêng mình vì cô muốn để nó tăng lên. Ở tuổi 70, cô Hương bắt đầu nhận cái phúc lợi hưu trí tăng dần của riêng mình và cô sẽ nhận được cái khoản phúc lợi hưu trí của chính mình trong suốt quãng đời còn lại. Luật mới không ảnh hưởng đến cô Hương, vì cái việc nộp đơn được coi là không áp dụng cho những người quá bụa, quá phụ, cô Hương sẽ nhận được cái quyền lợi cao hơn trong hai cái quyền lợi. Điều này có nghĩa rằng, cho dù cái luật của SSE thay đổi năm 2015, nhưng không áp dụng cho người quá bụa. Chính vì vậy, trong trường hợp này, cô Hương nhận cái số tiền dựa trên cái hồ sơ của người chồng qua đời. Và sau đó, cô đợi khi cô 70 tuổi, cô chuyển qua có hồ sơ của chính mình, cô nhận được cái phúc lợi cao hơn. Trong trường hợp này luật cho phép vì sao? Vì cô là trường hợp quá bụa, quá phụ thì được. Và tại sao cái đạo luật năm 2015 ra đời để không cho phép những người còn vợ còn chồng đổi qua đổi lại chuyển cái hồ sơ như vậy để được hưởng cái mức cao hơn. Đây là cái lý do Lý do của đạo luật 2015 ra đời cho sự thay đổi này là gì? Vì cái luật tính đến cái sự công bằng, các cặp vợ chồng không còn có thể là đồng thời nhận được cái phúc lợi của chồng hoặc vợ và trong khi chờ cho cái khoản tiền hưu của chính mình tăng lên, khi mà đủ tuổi nghỉ hưu đầy đủ để chuyển qua. Các cặp vợ chồng không còn có thể đồng thời nhận được cái phúc lợi của chồng hoặc vợ. Và trong khi chờ cho cái khoản tiền hưu của mình tăng lên khi mình đủ tuổi nghỉ hưu đầy đủ để chuyển qua và hưởng cái phần phúc lợi cao hơn. Điều này không công bằng, nên SSE đã có cái luật ra đời năm 2015, không cho phép làm như vậy nữa. Nga xin trả lời các câu hỏi quý vị để lại. Câu hỏi đầu tiên quý vị nói rằng, Hello chị Nga Võ, tôi 65 tuổi, mới ăn hưu non theo chồng, 400 đô la tinh tháng, Tôi dư 40 tính chỉ, nhưng tôi để đủ 67 tuổi mới apply theo cái income của tôi. Nếu vậy có thể hơn vài trăm được không? Cảm ơn chị, chúc gia đình chị năm mới vạn sự may mắn. Nga xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đầu tiên trong phần này, Nga chia sẻ là dư 40 tính chỉ đó quý vị. Quý vị đi làm 10 năm, 40 tính chỉ. Và nếu như mà quý vị làm 20 năm, 35 năm vẫn tối đa là 40 tính chỉ chứ không có trên 40 tính chỉ. Đó là cái luật của Sở ân sinh xã hội. Luật 2015 Sở ân sinh xã hội đã thay đổi, đã trả lời cái câu hỏi này của quý vị. Điều này có nghĩa rằng là quý vị nằm trong cái trường hợp quý vị nhận theo chồng và sau đó quý vị chờ đợi khi mà 67 tuổi đủ tuổi nghỉ hưu hoàn toàn thì quý vị chuyển qua cái hồ sơ của quý vị là không được. Nếu quý vị muốn quý vị nộp song song cả hồ sơ của quý vị và hồ sơ của chồng cùng một lúc. Đó là cái hướng dẫn từ sở ứng sinh xã hội. Câu hỏi thứ hai quý vị hỏi rằng tôi năm nay 65 muốn lãnh hưu non. Nhưng ông xã nói nếu tôi lãnh bây giờ thì lúc ông xã tôi mất tôi sẽ không nhận được cái full benefit. Chất nhiên đó là lãnh hưu hoàn toàn đầy đủ của ổng như vậy có đúng không? Xin cảm ơn. Dạ đúng như vậy ạ, à. luật của sở an sinh xã hội ra đời năm 2015 vừa rồi nga đã chia sẻ đã trả lời câu hỏi này của quý vị đồng thời nga có chia sẻ cái tình huống một trong trường hợp này nếu như mà quý vị nộp có hồ sơ hưu của quý vị quý vị khai luôn có hồ sơ của chồng vì sở an sinh xã hội có nói rằng khi quý vị khai thì quý vị khai luôn hai có hồ sơ cùng một lúc người ta sẽ tính toán cho quý vị cái khoản tiền quý vị được nhận cộng lại giữa hai cái hồ sơ. Còn nếu như mà quý vị nhận hưu sớm và sau này quý vị chuyển qua cái hồ sơ để mà quý vị nhận được cái mức cao hơn thì sở ứng sinh xã hội không có cái luật áp dụng cho hiện tại. Sở ứng sinh xã hội có hướng dẫn rằng khi mà quý vị nộp hồ sơ thì quý vị cần phải nộp hai cái hồ sơ của quý vị và của chồng một lúc. Trong lúc đó sở ứng sinh xã hội sẽ tính toán cho quý vị nhận được cái mức cao hơn còn nếu như mà quý vị nhận có hồ sơ của quý vị và sau đài quý vị muốn chuyển qua có hồ sơ cao hơn của chồng hoàn toàn ví dụ như là quý vị không có muốn nhận có hồ sơ của quý vị nữa mà quý vị nhận có hồ sơ của chồng thì lúc đó là sở ứng sinh xã hội không có cái luật áp dụng như vậy cho nên trong phần này sở ứng sinh xã hội có nói rằng mỗi cái hồ sơ có những cái trường hợp khác nhau khi quý vị nằm trong trường hợp này quý vị cần liên lạc với sở ứng sinh xã hội kính thưa quý vị nga sẽ tiếp tục làm những cái video trả lời những cái câu hỏi của quý vị. Ngoài ra, trong cái quá trình tìm hiểu thông tin, Nga tìm được những cái thông tin rất là hay và Nga sẽ chia sẻ đến quý vị. Nếu như quý vị có bất kỳ cái trải nghiệm nào, cái kinh nghiệm nào hoặc cái câu hỏi nào, Nga kính mời quý vị chia sẻ dưới cái phần video. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.